Cho nó sáng. Là nó xây lên cái gì? Đây là keo đấy. Giới thiệu với các bạn hôm nay tôi lát cái loại này là đắp này. Đấy, gạch của Vigenra. Vigenra Thanh Hóa. Và công chức lát cán hôm qua rồi, hôm nay chỉ dán hồ dầu Thank you.
cả một tí nữa. Cái này khoảng 15 phút sau đi thoải mái. Trên kia chín giờ nó đến và đến 2 giờ chiều nó đã xong. Đợt từ trong kia thấy ăn tiêu, đợt tôi có hỏi iPhone 6 mua một phát 50 mấy triệu đôi iPhone cho mình một cái vẽ hội này rất mượn rất gì. Tháng đó làm cái gì vậy? Cái kênh ăn uống vớ vẩn là rất gì đó. Quay thì khó lắm. Đợi thì sẽ thay chứ không có danh tiếng. Vì mình ở trong đoàn. Bao nhiêu người? Mấy chục người, về 5 người. Nhưng mà đi tết thì không đi được. Người ta bận. Đều lứa tuổi bác rồi gì?
đường nha. Chứ không phải bài hát. Nhà TikTok ấy.